con sao vậy? Sao con khóc? Chú ơi, chú có coi vụ cháy chung cư ở Khương Hạ chưa? Thương tâm lắm á chú. Ừ, chú có coi. À, sẵn tiện đó thì chú nói luôn, từ bữa đó đến giờ thì Vui Vẻ Food của mình á, livestream cũng có một số doanh thu rồi, thì chú đang dự định là sử dụng hết cái số tiền đó để ủng hộ các bà con cũng như các nạn nhân ở vụ cháy chung cư. Tụi con thấy thì sao? Dạ chú, có nhiều người á, họ mất người thân á, xong rồi họ mất nhà cửa, họ mất con cái á. Có nhiều bé á, còn nhỏ lắm, đang ở bệnh viện á, chờ ba mẹ tới nước nhưng mà vẫn chưa tìm thấy á. Tội lắm á chú. Quyết định vậy đi. Gia đình Vui Vẻ Food xin được trích một phần doanh thu, đó là 10 triệu đồng để ủng hộ đến bà con cũng như các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Khương Hạ. Thì số tiền tuy không nhiều nhưng hy vọng sẽ giúp đỡ được bà con và các nạn nhân trong vụ cháy vượt qua được thời gian khó khăn này và cũng lan tỏa được tinh thần đoàn kết trên khắp mọi miền Tổ quốc. Việt Nam tôi đó ngàn năm sáng tươi. Việt Nam tôi.